chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Bao TV. Hôm nay anh em mình lại có một trò chơi rất là hay mọi người ạ. À, cũng là vì thằng Trạng Thế nó từ Gia Lai nó ra. À, hôm trước là nó chưa được lì xì, thế nên là nó hôm nay nó ra nó đòi lì xì mọi người ạ. Thế nên là hôm nay mình sẽ quyết định là lì xì tiếp. Mình được hưởng sái. Đấy, nhưng mà hôm nay ấy là lì xì này lại có thưởng và có phạt đấy nhá. Đấy, thể lệ trò chơi sẽ như sau. Đây, đưa phi tiêu đây. Sẽ dùng phi tiêu phi vào những trái bóng ở đây nhá. Ở đây có một quả này, hai quả này, ba quả, bốn quả xếp thẳng hàng nhá mọi người nhá. Đứng vạch đích sẽ là ở đây. Đây, vạch đích ở đây nhá mọi người nhá. Tức là phi đứng ở đây, phi chúng rơi trái bóng đầu, nổ trái bóng đầu tiên, nhặt một lít, đấy. Nổ trái bóng đầu tiên, nổ tiếp trái thứ hai, nhặt thêm lít nữa, đấy. Nổ trái thứ hai, nổ tiếp trái thứ ba, nhặt lít nữa, 3 lít. Thông thiên. Đấy. Thông thiên 4 quả, nhặt 5 lít, đấy. 8 lít. Là 8 lít, đấy. Và khi mà trượt mà vào những cái trái bóng hồng hồng kia sẽ được 10 cảnh. Được 10 cảnh. Còn nếu mà phi trượt tất cả các loại bóng tự bốc này vả lên mặt. Xong sẽ có người khác vả cho. Đây, ví dụ nha, mình sẽ ví dụ cho mọi người xem một quả của mình nhá. Nào, anh em đứng lên đây không. Phi tiêu nó không có mắt đâu. Đấy. Mình sẽ ví dụ một. Nhưng mà anh này không được với đấy. Như người tay dài. Vạch đích đây, với đến đâu thì với. Đấy. Anh cho đến lo mấy người đứng thẳng lên. Không được. Đây nha, mình sẽ thử xem là sẽ nổ được bao nhiêu trái nhá. Đấy. Không, ví dụ. Mình tham mọi người hiểu không? Mình tham là mình tham xiên 4 cái nào tránh ra. Nhà thế. Ui mắc đấy. Rồi. Kinh điển ném gặm ghê lắm. Không đơn giản đâu. Nếu mà đơn giản, nếu mà mình phi cái quả bóng đầu tiên thì rất là đơn giản. Nhưng mà mình muốn phi ăn sấp 4 rồi đây nhá. Lại phát thứ hai rồi đấy. Được 1 lít rồi. 1 lít rồi. Thế này sẽ được 100 nhé mọi người nhá. Đó, hiểu rõ chưa? Rõ luật chưa? Hiểu rồi. Thể lệ trò chơi thì rất đơn giản nhưng mà chơi vào mới biết là cái mức độ khó nó đến đâu nhá mọi người nhá. Phi một quả đây thì dễ. Nhưng mà để nổ được quả này, nổ cả quả thứ hai thì nó hơi khoai đấy. Đấy, bây giờ sẽ cho đại diện đến từ Gia Lai. Thế chạm, lên trước. Đấy. Đây là ui. Ui rắc. Sẵn sàng nhá. Rồi. Ok, lạc đấy. Nào, bắt đầu. Rồi. Được phi 10 phát anh. Được phi 10 phát. Mỗi người 1 phát. Này, giáp bài kìa, giáp bài kìa. Nào. Nào. Nặng hơn. Nặng như nhau mà. Đến lượt em. Ô, dê nào. Quay đây. Bảo, nhưng mà nói với khán giả cái gì đi. Không nói gì à? Không nói gì à? Không nói gì à? Tám lít à? Kéo rồi, kín mặt. Kéo kín lần này em mới dám bạch nha. Anh ơi, các bạn em nhỏ, giật nhẹ thôi. Đừng giật tay này vào. Tay này có cái gì đâu. Đây, có muốn chăm chối gì không? Có tiền. Rồi, nhìn ra này. Tiếp tục. Nhìn đến đây à? Cái mày chân, mày cũng phải để ý chân đâu. Lùi xuống chân tí. Được. Kinh đấy, kinh đấy. Có tí kinh đấy. Thế vậy là Tiến Vượng làm nổ hai trái bóng nhá. Và sau đây là phần thưởng dành cho Tiến Vượng. Một loét. Hai loét. Đấy. Cứ tử để thêm xem nào. Đấy, 200. Đổi cho nhá. Đấy, 200 nhá. Tiếp tục, người tiếp theo. Tiến Vượng đã giành 2 lít rồi nhá. Bây giờ đến đại diện tiếp theo Trung Bin đến từ Colombia. 8 lít nhá. 8 lít cho em. Cố lên. Chuẩn bị sẵn sàng nhá. Ôi giời ơi. 800 lít. 800 lít cả
nghe như mồm lúc cỏi. Đấy là điểm, À, đại diện tiếp theo Mao Zê Zê đến từ Colombia. Đây là Philippines. À Lập Xê Úc Gô. À Lập Xê Úc Philippines. Ai à? Ai ai chụp. Ôi trời tay, trời tay vẫn ở đây. Trời tay vẫn. À từ từ, Diêm Mao Đệ sẽ có một cái gọi là ưu tiên. Đấy. Ui gần đấy. Ai cô đồ thế này thì. Không. Được, tay nó ngắn hơn bọn mày một sải mà. Đúng không? Em ơi, dám bạch kìa, dám bạch kìa. Đấy. À. À. Đi nữa đi được quả kia nữa. Tí nữa thì được 2 lít. Rồi, được trao thưởng luôn. Một lét. Tiếp tục. Anh có đổi không? À, quá trời. Đấy. Đến em Vượng ơi. Tiếp tục người tiếp theo đó là Tiến Vượng. Mỗi người sẽ có 5 lượt chơi nhá. Ai kiếm được bao nhiêu kiếm, không kiếm được sẽ chuyển sang trò chơi khác, trò chơi sinh tử giết. Không, có một trò chơi nữa là trò chơi sinh tử nha mọi người nhá. Tí nữa mọi người sẽ biết đến trò chơi sinh tử như thế nào. Là trò chơi sinh tử là sẽ không có phần thưởng mà chỉ có cái chết. Đúng. Nhưng mà chuẩn là, trượt là có làm. Giải thưởng luôn. Chuẩn, anh nghĩ bọn em chơi đều à? Chuẩn luôn, lấy tiền đi luôn, khán giả. Khán giả vào chơi. Chứng kiến à. Thôi anh đi đi. Chào anh đi luôn. Thôi, năm mới mừng tuổi anh. Cảm ơn. Ok, bắt tay, thôi tay này đi. Ok. Tí nữa đi, một quả nữa là vàng. Anh đi nhanh. 300. Anh đi. Ui, tí nữa gì nhỉ? Làm 2 lít. Rồi, đi đi anh. Mừng tuổi nhỉ? Đùa, chán đời thế nhỉ? Cảm ơn anh nhiều nhá. Ok, bye bye anh nhá. Vừa có một khán giả bất đắc dĩ vừa lên chơi cái kiếm 2 lít đi về luôn mọi người ạ. Ai nhớ có gì alo xem số series đi nhá. Đi ăn rồi đấy, có một quả gặp một ngay bên dưới. Ờ đây, đang phát rồi đây. Đi mạnh đấy. Không được. Không phải mạnh chuẩn là nó đi theo. Không phải mạnh. Rồi. Vượng chưa. Tiếp tục lượt thứ 2 của Tiến Vượng nhá. Đấy, Trung đứng sang bên kia, Trung lượt Chân chết rồi, hôm nay lại chắc rồi. 10.000 nữa. 10.000 nữa à? Đưa nó 20 chúng em ghi nào chứ gì. Rồi được, cho nợ 10.000 đi. Ok. À đây đây, tiền thưởng của cái này đây. Cái gì đây đã. Đây không, bây giờ sẽ tăng luôn lên 20 đi. Còn là cái này là cái khuyến mại, nếu mà ai không trúng thì sẽ được cái khuyến mại đây. Bạn nào thấy lượt mình. Hôm nay là chơi tới bến luôn đấy mọi người ạ. Nghe thằng Mao Điện vứt rộng. Ai phát thông tiếp tục đến ai nhỉ? Đến Trung Bin nhá. Vượng lấy một quả bóng ra đây. Hai. Hai quả. Hai quả bóng to. À, tổng thiệt hại từ lúc nãy mình mất cho Tiến Vượng 2 lít. 4 lít rồi. À 4 lít. 110 nghìn. Mao Đệ 1 lít. Đây một quả này. Anh Khang khán giả bất đắc dĩ 2 lít nữa là... 6 lít. 7 lít à? Này đi. Ôi, nói chung là vẫn chưa ăn thua, hôm trước Mao Đệ còn làm 5 củ cơ mà. Đấy. Tí nữa nha mọi người, cứ chờ đón sau cái màn này nhá. Là sẽ có một trò chơi sinh tử nữa mọi người. Trò chơi cái đấy mới là cái mấu chốt của ngày hôm nay nhá. À, tiếp tục. Sao lấy lượt anh Trung quả này nó đại diện đến từ Colombia. Trung quả này không quen. Chúng được gì chưa nhỉ? Chưa. Chưa à? Cố gắng. 4 quả mà anh ơi. Tiến Vượng mặt vẫn sạch lắm. 4 quả mà anh ơi. 4-5 quả mà. Đừng nghe Mao Đệ. Đừng ăn làm lít anh ơi. Ôi trời ơi. Ăn làm lít. Vâng ơi. Ôi đi ăn nào. Mặt hình đẹp trai như thế. Anh mà cầm cái đầu gà mà ngậm quả táo nữa thì hết chưa?
Tiếp tục, bây giờ sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay nhá. Thế Trạng mà muốn nói gì với khán giả không? À, đây là lượt cuối rồi đúng không? Chưa, lượt thứ ba. À, lượt thứ ba, 5 lượt đúng không? À, lượt thứ ba của nhân vật chính ngày hôm nay. Có gì muốn nói với khán giả thì nói đi. Đen thôi, đỏ quên đi. Ừ. Đi ăn cái gì đẳng cấp nó mới làm mãi mãi hiểu không? Từ 2 phát 1 đây này. Ok. Một lít dành cho một lít dành cho đại diện đến từ Gia Lai. Đã có quà rồi. Hôm nay là muốn để tất cả anh em có quà. Tiến vượng thì nhiều quà có rồi, có rút lui không? Nếu mà rút lui bây giờ ấy thì tí nữa không phải chơi trò chơi sinh tử. Không, chơi đi. À, chơi thì tiền à. Thì nữa sẽ chơi cho tôi thử. À, chào anh nhá. Anh đừng vào đây nữa. Anh đừng vào đây nữa. Vào đây lại... Thì... Ui à, tí nữa làm bắt lấy mà 6, 3 lít, 8 lít. Ai, sao cái đại diện sao càng ngày càng thổi bóng to thế ấy? Không, cũng thế mà, anh cũng thế mà. Cũng thế mà. Rồi, nào bây giờ tiếp tục. Không lệch đâu, không lệch đâu. Được rồi, người ta. Người ta mà chỉ là. Rồi, thằng hàng chưa? Rồi, ok. Rồi, ok. Bảo vệ rất là cẩn thận, chỉnh hình rất là rõ ràng nhá mọi người nhá. Nó trơn tay. Ai à? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chân. Chân em ơi. Ôi lạng này. À, người tiếp theo liệu rằng Tiến Vượng có giữ được cái cúp vô địch đến mùa thứ ba không? À, nào. Ây da! Găm một phát vào kia luôn nhỉ? Rồi, quả thứ 3 nhé! Quả thứ 3 3 năm, 3 chiếc vô địch, mua chiếc vô địch, đấm một kìm nữa cơ. Kỉnh quá! Ai lít nữa thì cháu lít rồi! Cháu vượt luôn! Để gì nhé! Ấy! Ôi, còn 2 lượt nữa! Nên là đây là lượt thứ 4 rồi mà! Lượt thứ 3! Siêu nhỉ! À, lượt thứ 3! À, lượt này chung quả cỏ đấy! Trung bình chưa, hiện tại chưa làm nổ một quả nào cả. Trung bình cái đèn 5 lít thôi. Ném vòng vòng cong lên, chơi guni không? Căn lực gió, độ lực này không được à? Ném đúng cái quả to này đấy. Chưa được. Úi giời, úi giời ơi. Úi giời ơi. Sao tao lại lệch vào này nhá? Mặt đâu mà chạy chạy đẹp trai như này. Phải, để phát lệ em phải ăn thêm 1 lít nữa thì 2 lít. À, tiếp tục. Lượt thứ tư, bắt đầu lượt thứ tư nhé mọi người nhá. Nào, thế chạy, ném lại. Lượt thứ năm em mới lấy tiền. Nó. Quá kém. Chưa ai phá kỷ lục của Tiến Vượng cả. Tiến Vượng vẫn là 2 quả. Úi dồi ôi. Đến lượt đi em. Okay. Lấy cái phía chuẩn chuẩn ấy. Đây, cho chọn. Cho chọn 3 cái rồi. Đây, 3 cái cho chọn. Đấy, chọn đi. À, chọn đi. Đấy làm mà hay. Chọn đi mày. Chọn. Toàn chơi ảo thuật. Ôi mà. Đi được. Một trăm nữa. Kiếm tiền dễ thế nhỉ? À. Em xin. Ok. Đấy, mình sắp hết tiền rồi, chuẩn bị phải lấy tiền gốc ra để đấy rồi. Em ơi, đàng hoàng vào nha. À. Mùa thứ 4 của Tiến Vượng. Liệu này có hôm phát này có phá được kỷ lục của phát trước hay là sẽ vẫn tiếp mặt... kỷ lục nối tiếp kỷ lục anh ạ. Mặt vẫn sạch lắm. Đấy. Mày thử giả vờ ném trượt thôi. Giả vờ ném trượt. Coi như là ném trúng, giả vờ ném trượt. Ừ. Ui. Anh ấy khiêm tốn là 1 lít. Vẫn là 100. Được rồi. Vẫn là 100 dành cho Tiến Vượng. Có 100 lẻ không? Hai. Có 100 lẻ không? 6 lít à? À, ai có 200 nổi rồi ạ? Em chỉ thích lấy tiền chặn thôi. À. Cái là 2 lít rồi. 100. Đấy
Phá việc. Hôm nay ông Tế Trạng ông ngỏ từ Gia Lai ra đây ông bắt lì xì, thế nên là mình mất bao tiền rồi mọi người ạ. Thế là anh Trung bốc vét. Từ từ, đừng rồi nè. Không được, chưa lấy vợ đâu. Không được. Tan của tôi. Ai, khéo nắp dao. Trung ơi, thôi cố gắng lấy một quả đi em ạ. Một quả đi em ạ. Không phải sao, quả nào đi đâu, nó nhỏ lắm. Quả Trung Trung. Sau 4 lượt thì đã trúng 3 quả. Vô địch. Được 3 quả bóng nha, 3 trái bóng. Sẽ lấy được 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ là... Thế là tờ là tờ. Chi là 300 nghìn nha mọi người nha. Anh cho em xin tiền. Mình sẽ lấy tiền trong túi để đỡ phải dán lên trên kia. Rồi em xin á, ôi trời ơi. Có 3 quả, còn lượt nữa à, lượt nữa à. Phát cuối, tuổi to rồi nhá. Không, chơi đàng hoàng đi. Chơi đàng hoàng đi. Sau lượt thứ 4, Trung đã phá kỷ lục là 3 quả. Chưa ai được 3 quả rồi nhá. Nếu mà muốn đấy ạ, muốn chơi cả 4 quả ấy, một này phải nhắm vào đây này, tâm đây nó xuống dần nó mới vào được kia. Được không? Chắc gì đã trúng mà. Đừng có nghĩ lên cửa. Lại một quả thôi. Được, lượt cuối cùng. Thôi, nó ném đi. Nó phải nhìn nhằng. Ngắm à. Nắm đây chưa lắm. Nắm chưa thôi. Ui giời ơi, trúng cái kia nữa. Thế được double kill là 120 là phía bên kia nhá mọi người nhá. Là 120, đến lên mình. Cố lấy 1 lít nữa thì 3 lít. 1 lít. Thế rồi, xong cái lẻ rồi. Đưa 200 đấy. Tính hết rồi. Mã số Gia Lai, mã số đến từ 39, các bạn nhớ hôm nay 39 đấy. Mình tiên là 39 ở trong... Không, lấy tiền chú. Mà tên là 9, còn chị. 39 còn chị, tôi đã còn người vẹo quá. Mang đệ có ném được đâu mà cứ phải vẹo không vẹo. Rồi 39 còn người đấy. Rồi, ok, chuẩn chưa? Lượt cuối cùng của Mao đệ nhá. Xong đến ai nhỉ? Em. Tiến Vương kia vẫn đứng ở hàng, chuẩn ở hàng nhỉ? Này, cháy chặn ăn xong. Ra đây lau cái nổ ăn đấy. Này, chân, sẵn sàng chưa? Lượt cuối cùng. Thắng này 4 lượt. Trượt. Chính mình là cho bà là. Chính mình là ta lăng. Đấy. 1, 2, 3. Vẫn chưa có ai chạm được quả cuối cùng nhá mọi người nhá. Tiền là tiền nhiều khi không mà lên. Rồi, 300 nghìn dành cho Mao đây đây. Hôm nay lì xì, trước làm 5 củ, hôm nay làm mấy củ. Rồi, tiếp tục dán lên đây. Cùng của Tiến Vượng nhá, liệu Tiến Vượng sẽ có thêm một chút đẹp trai gọi là nhọn nồi để cho đẹp trai không? Chúc Tiến Vượng thành công. Bây giờ em xin B em để không chơi vòng sinh tử. Hả? Giờ em xin B em lấy đấy thôi. Xin B vòng trước thì đấy, còn xin B vòng đời sẽ phải bỏ ra 300. Không, đừng. Đừng kiểm tra. Em 10 lít nữa còn hơn bỏ ra 300. Thôi à, được. Tham à, tham thì thâm. Lùi lại. Nào, tới đây. Cái nhỏ nhất đấy. Nào. Chân em ơi. Nhắc nhở nhiều lần cuối rồi. 3 quả đi, 4 quả đi. Giả vờ ném trượt à? Giả vờ ơi. Mày à, bưởi. Đang đẹp. Anh Trung ơi, 4 quả đi. Đây là vòng cuối cùng của Trung Vinh nhá. Chân Vinh này. Nhắm mạnh vào nó mới chín nhiều. Hiện tại là chưa ai chặn được quả thứ 4. Giả vờ ném trượt. Chả vừa ném trượt. Ui trời ơi, lại chia được ra đấy nhỉ. Vẫn là 100 mọi người ạ. Vẫn là 100. Đó, thôi, lấy luôn đây đi. Vẫn là 100. Tổng thành tích. Ôi trời. Từ mình sẽ thử lại một phát nữa nhá. Sau bọn nó ném càng những cái vòng cuối bọn nó quen tay hay sao mọi người ạ. Đấy ra xem nào. 93. Lật lên để anh thử phát nào. Mình là quán quân trong cái việc ném bóng này. Thế nên là hôm nay mình phi trượt hai phát đầu ra đây. Được có một quả. Xin hai quả cuối nhá. Ui. Cho anh sẽ được bốc vé thì không ăn luôn.
Tao đi ném bóng hồi Tết ném lấy gấu người ta còn phải xin. Đó. Nhìn quả cuối nhá. Xin tiền anh cái gì? Đấy nhá. Hai quả luôn. Nhìn cái quả. Mình sẽ ném cái quả nhỏ nhất này nhá. Buffet. Đấy ơi, 400 em chỉ lấy 200 thôi. Này. 400 em lấy 200. Anh em có tất tiền. Anh mà mất thì anh mất một em mỗi người 2 lít. Mỗi người 2 lít. Đây góp tất tiền. Mỗi người 2 lít gì? Rồi. Góp tất tiền. Góp tất tiền. Rồi sao người có 2 lít. Bây giờ tao nếu mà 100 rồi. 100 rồi. Còn đâu tao chúng tao lấy lại tất. Đúng rồi. Ok. Anh ăn nhiều mà. Được. Được. Đứng vào đi anh. Đang cái gì? Đang ném trúng. Em ơi. Có một quả kèo rất là kinh điển mọi người ạ. Mình ném trúng cái quả nhỏ nhất từ kia thì mình sẽ lấy lại tất tiền. Nhưng mà mình mà không ném trúng mình sẽ mất thêm mỗi người 100. Đây đây cho lên vạch của Bao Đệ đi. Không. Cũng được. Đấy, cho lên đấy cho lấy đà. Chả sợ quán quân này. Ôi trời ơi. Vui rồi. Vui rồi. Clip này mình chỉ đã kết thúc ở đây đấy. Xin tử. Cái tiền cái này vui thôi. Thằng nào mình nói không biết đó là cái này. Ai lấy 5 lít rồi? Ai lấy 5 lít? Ai lấy 5 lít? Ai đâu? Cái này vui. Vui thôi. Đây. Giả tiền, giả 5 lít thôi. Thằng kia cầm 5 lít. Thằng kia còn mấy lít nữa? Thằng kia 6 lít. Còn 5 lít thôi. 5 lít. Bây giờ sẽ đến trò chơi sinh tử nhưng mà thời lượng video này khá là dài rồi. Mình xin phép là sẽ kết thúc video ở đây đây. Hôm nay mục đích chủ yếu là đến là mừng tuổi thế trạng. Thế trạng được bao nhiêu? 320. Thôi, biết rồi. Thế là được rồi. Ai bảo đến muộn mà hôm mùng 2 mà đến thì có phải là tuổi được, 50. Được tiền triệu không? Mừng tuổi 100 nha. Thôi trò chơi sinh tử tí nữa sẽ bắt đầu luôn nhưng mà mình sẽ up vào cái buổi hôm sau nhé mọi người. Tại vì thời lượng video này khá là dài, nếu thấy video của anh em mình hay nhớ để lại anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh Ngân Chu bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người. Bye bye.